Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những phút sắp tới của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị các công tác tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ hội diễn ra thành công, tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi về với Phố Hiến Hưng Yên. Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024 được tổ chức sớm ngay trong tháng 1 âm lịch. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2024, tức ngày 20 đến ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn, trong không gian văn hóa cổ xưa tại các di tích lịch sử thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến như đền Mẫu, đền Trần, đình Chùa Hiến, đền Thiên Hậu, chùa Trung Văn Biếu. Phần lễ gồm lễ khai mạc, lễ dâng hương, phần hội gồm các hoạt động như hội búa rồng múa lân, rước kiệu, thả đèn hoa đăng, hát trên thuyền, tổ chức các hội thi kiều trên cạn, kéo co, truyền tranh, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, các chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật chuyên nghiệp, chương trình liên hoan đàn và hát dân ca và một số trò chơi dân gian khác. Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến cùng với Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố Hưng Yên chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác dọn dẹp, chỉnh trang di tích, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá lễ hội trên hệ thống thông tin đại chúng, cũng như treo pano áp phích giới thiệu quần thể các di tích trong lễ hội. Ngày 17 tháng 2, huyện Văn Giang tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam 15 tháng Giêng. Tham gia buổi giao lưu văn nghệ có gần 200 diễn viên không chuyên đến từ 8 câu lạc bộ thơ ca trên địa bàn huyện. Các câu lạc bộ mang đến buổi giao lưu 35 tiết mục thơ ca múa nhà khát chèo với nội dung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, mừng Đảng bình xuân, mừng quê hương đổi mới. Buổi giao lưu văn nghệ đã trở thành sân chơi bổ ích ý nghĩa cho đông đảo hội viên và người cao tuổi. Đây cũng là dịp nhằm động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 15.000 tỷ đồng, đạt 127% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã giao là gần 16.600 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 12.000 tỷ đồng, kế hoạch vốn do cấp tỉnh huyện xã giao bổ sung gần 4.600 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 91,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nguồn vốn cấp huyện quản lý giải ngân đạt 86% kế hoạch. Nguồn vốn cấp xã quản lý, nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân đạt 100% kế hoạch. Nguồn kết dư vốn khác do cấp huyện, cấp xã quản lý giải ngân đạt 99% kế hoạch. Nguồn vốn kéo dài sang năm 2023 giải ngân đạt 88% kế hoạch. Chiều ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng, năm Giáp Thìn 2024, hội thi cày sỏi đã diễn ra tại cánh đồng Đội Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức. Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lao động, con trâu là đầu cơ nghiệp của nhà Đông, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống của người dân, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tham gia hội thi có 12 đội, các đội dự thi bốc thăm chọn thứ tự vị trí được ban tổ chức đánh số trên thửa ruộng cùng với số trâu cày dự thi và thực hiện đủ 10 xá cày. Ban tổ chức chấm điểm dựa trên các tiêu chí cày đúng vị trí và trâu cày, đường cày thẳng liền nhau, không lõi, có độ sâu đều, động tác cày quay trâu đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội có số điểm cao nhất xét từ trên xuống. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Cục Du lịch Đài Loan Trung Quốc cho biết đã đình chỉ hoạt động 3 tháng với công ty We Love Tour liên quan đến vụ việc 292 du khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán. Theo thông tin điều tra, công ty này đang gặp khó khăn về tài chính với khoản nợ hơn 10 triệu đài tệ, tương đương 7,8 tỷ đồng. Cơ quan quản lý cũng xác định công ty Quy Lớp Tour
vi phạm quyền lợi của khách hàng sau khi để 292 du khách đặt tour từ Đài Bắc đến đảo Phú Quốc nhưng bị đối tác điều hành tour Việt Nam, công ty Winner thay đổi lịch trình. Chính quyền cho biết lệnh đình chỉ 3 tháng được áp dụng đối với công ty theo điều 36 và 38 của đạo luật bảo vệ người tiêu dùng để ngăn chặn việc nhiều người tiêu dùng khác bị vi phạm quyền lợi. Tất cả khách hàng của Winner Tour có chuyến tham quan bị hủy theo quyết định trên có thể yêu cầu công ty bồi thường hoặc nhờ công ty hỗ trợ chuyến hành trình của họ sang một đại lý du lịch khác ở Đài Loan. Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 17 tháng 2, hỏa hoạn xảy ra trong hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh khiến 4 người chết. Hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10. Phát hiện cháy, người dân trong hẻm hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh, lan rộng ra hai căn kế bên kèm theo nhiều tiếng nổ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 đã đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng từ hẻm mái nhà dân để phun nước dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện 4 người tử vong cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo một số nhân chứng, các nạn nhân tử vong đều sống cùng nhà. Thời điểm cháy, căn nhà có 7 người, 3 người thoát ra từ trên lầu bị thương, 4 người kẹt lại bên trong tử vong. Theo nguồn tin, bước đầu ghi một người đã khóa cửa rồi phóng hỏa, tuy nhiên vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 16 tháng 2, giới chức khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc cho biết đã bắt giữ 7 người bị tình nghi có liên quan đến một vụ rửa tiền, ước tính lên tới 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở trung tâm tài chính này. Giới chức hải quan Hồng Kông cho biết 7 người bị bắt, bao gồm 5 người đàn ông, 2 phụ nữ, có độ tuổi từ 23 tới 74, trong đó một người được cho là đối tượng chủ mưu của đường dây rửa tiền. Tất cả những đối tượng bị bắt đều là cư dân Hồng Kông. Những người này được thả sau khi trả tiền bảo lãnh. Bên cạnh đó, giới chức Hồng Kông cũng tịch thu các tài sản trị giá 165 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 21,1 triệu đô la Mỹ, trong đó có 5 bất động sản và 3 đơn vị thương mại. Đường dây rửa tiền trên có liên quan tới các vụ lừa đảo trực tuyến ở Ấn Độ và việc kinh doanh hàng điện tử, trang sức quý, trong đó có kim cương. Đường dây này sử dụng các công ty bình phong và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi của mình. Một tài khoản có thể nhận hơn 50 lệnh gửi tiền trong một ngày. Hiện công tác điều tra vụ án vẫn đang được tiến hành và giới chức Hồng Kông đề ngỏ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ trong thời gian tới. Tại Mỹ, sau phiên xử gây tranh cãi kéo dài 3 tháng, hôm qua một thẩm phán ở New York đã ra phán quyết yêu cầu ông Donald Trump nộp phạt gần 355 triệu đô la Mỹ do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay. Theo phán quyết, cựu Tổng thống Trump và các công ty có tên trong vụ kiện bị cấm nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép tại New York trong 3 năm. Qua đó có thể hạn chế khả năng nhận được tín dụng từ các ngân hàng lớn tại Mỹ của ông Trump. Tòa cho biết sẽ chỉ định một bên giám sát độc lập và một giám đốc để giám sát các hoạt động kinh doanh của ông Trump. Cựu Tổng thống cũng bị cấm đảm nhận cương vị lãnh đạo của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm. Tòa lý giải hình phạt nặng này một phần xuất phát từ những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của ông Trump và những công ty của ông. Năm 2022, tập đoàn Trump Organization đã bị kết tội gian lận thuế. Ông Trump đã chỉ trích phán quyết nói trên. Luật sư biện hộ cho biết ông cũng sẽ kháng cáo. Ngoài các vụ kiện dân sự, cựu Tổng thống Trump hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác nhau. Khiêu vũ ở bất kỳ thể loại nào nhìn chung đều mang lại hiệu quả ngang bằng hoặc là đôi khi tốt hơn các loại hình hoạt động thể chất khác trong cải thiện sức khỏe, tinh thần và nhận thức. Đây là nghiên cứu được các nhà khoa học đa ngành tại một số trường đại học lớn ở Australia công bố mới đây. Các đối tượng tham gia nghiên cứu trong độ tuổi từ 7 tới 85, bao gồm những người khỏe mạnh và những người mắc bệnh mãn tính như Parkinson, suy tim, bại não, đau cơ sơ hóa. Các hoạt động khiêu vũ được áp dụng nghiên cứu bao gồm nhiều thể loại như múa biểu diễn, aerobic, các hình thức múa truyền thống và khiêu vũ xã hội. Dự án cũng so sánh với một loạt các hoạt động thể chất khác bao gồm thể thao đồng đội, võ thuật, đi bộ và tập tạ. Kết quả cho thấy, việc khiêu vũ có bài bản ở bất kỳ thể loại nào nhìn chung mang lại hiệu quả ngang bằng, đôi khi hiệu quả hơn các loại hình hoạt động thể chất khác trong việc cải thiện tâm lý và nhận thức, bao gồm cảm xúc, trạng thái trầm cảm, động lực sống, làm việc, nhận thức xã hội và một số khía cạnh của trí nhớ. Những phát hiện trên không chỉ ở những người cao tuổi mà còn ở những người trẻ tuổi hơn và những người mắc các bệnh lâm sàng.
Đáng chú ý, các hoạt động khiêu vũ sẽ góp phần giảm gánh nặng cho ngành y, xuất phát từ lợi ích sâu rộng về sức khỏe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.